thua Hà Nội FC 0-1 ngày 14 tháng 3, Hoàng Anh Gia Lai đứng cuối bảng A và bị loại ở giải U17 quốc gia 2023. Sau hiệp 1 bị Hà Nội FC dồn ép, Hoàng Anh Gia Lai chơi tốt hơn ở hiệp 2. Nhưng khi họ đang lấn lướt đối thủ, thủ môn Nguyễn Trần Mạnh Hiếu mắc sai lầm. Phút 72, anh đá hụt bóng sau đường truyền về của đồng đội. Nguyễn Hữu Trường chậm một nhịp, không kịp đá bóng vào lưới trống để ghi bàn, nhưng nhờ được quả phạt góc sau đó, Hà Nội FC vẫn có bàn thắng. Dương Đình Nguyên đánh đầu dội xà ngang và ngay lập tức Đoàn Phú Quý có mặt đánh đầu nối, mở tỷ số. Sau bàn thua, Hoàng Anh Gia Lai tung Đinh Quang Kiệt vào sân, tích cực treo bóng bổng nhắm tới cầu thủ có thể hình cao to vượt trội này. Tuy nhiên, dấu ấn mà số 22 để lại chỉ là hai tình huống phạm lỗi với thủ môn Quang Vinh của Hà Nội FC. Kết quả 1-0 được giữ nguyên cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Thua Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai đứng cuối bảng A, bị loạt tại giải U17 quốc gia. Đội bóng trẻ của ông bầu Đoàn Nguyên Đức chỉ có một điểm qua 3 trận, khi thua PVF 0-5 trong ngày ra quân, hòa Đà Nẵng 1-1 rồi thua Hà Nội FC 0-1. Hà Nội FC trong khi đó giành vé vào tứ kết khi đứng thứ hai với 5 điểm kém PVF 2 điểm. Ở bảng B, Sông Lam Nghệ An đứng đầu bảng với 3 trận toàn thắng, xếp thứ hai là Huế với 4 điểm, bằng Khánh Hòa nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Kịch bản tương tự diễn ra ở bảng C khi Viettel toàn thắng cả 3 trận, Hà Tĩnh xếp thứ hai khi cùng 4 điểm như Bình Phước nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, Khánh Hòa và Bình Phước cũng có vé đi tiếp khi là hai đội đứng thứ ba ở vòng bảng có thành tích tốt hơn, bởi Đà Nẵng ở bảng A chỉ có 2 điểm. Xếp hạng vòng bảng giải U17 Cup Quốc gia 2023.